Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của mình nha. Sáng hôm nay mình tiếp tục quay lại chiếc Komatsu bị mắc lại hôm trước nha các bạn. Đây nè. Giờ mấy chú đang dính đất phía trong nha các bạn. Tại xe này cái dàn chân nó cũng hơi yếu nha các bạn, nên là nó không có bò lên được. Dưới đất ở đây nó bị dính dẻo á các bạn, nó khô quá, dẻo dẻo quá. Sáng này mình đi lại thì mấy chú làm từ sớm nha các bạn, để trưa nắng sợ vô đó mốc nổi nha các bạn. Đây là đất, này là đất của mặt ruộng đem lên nha các bạn, để cũng hơi lâu rồi nè. Giờ nó gáo rồi, nó bị dính dẻo. Ông xuống đây nè. Ông xuống đây giỡn tôi nè. Tiếp sức, tiếp. Máy gì không lại không? Máy nào cũng phải có mắc lầy vậy chân. Máy cài, máy xới, xe hơi mình còn mắc lầy nữa mà. Huống chi này. Chứ đừng vừa có mắc lầy mà. Huống mà chân nhỏ. Quá trời luôn bạn ơi, quá trời cực luôn bạn. Lên được rồi chú ơi, mà chưa có ai lên hết chứ. Bây giờ chim cây vô hả? Cây nằm dưới nhóc dưới rồi. Cây hôm qua như có chim mấy cây dưới rồi mà. Vừa đào vừa dội nước thêm nha các bạn, để cho nó trơn. Con mận không nổi là chú mận không nổi đó. Còn chút nữa là chỗ ở bên kia rồi đó Quang ơi. Quá luôn. Hả? Nhưng mà theo dưỡng thấy vậy nè, khi mà nó chạy là học cái đen đó bắt đầu mình vừa ử là nó cắt nó hỏng cái đó rồi. Nãy giờ anh dẫn nó chạy được. Hả? Đúng đụng mà nó đi ngoài đường thép mà không biết chừng nào mà nó vừa đó. Chứ mình không biết thụ nó là nó ấy nữa. Đúng rồi, nó có tăng nó lên một cái là nó lên luôn rồi chứ không có quậy. Sắn đất ở trong truyền ra ngoài nha các bạn. Đào vòng vòng hết chân luôn các bạn ơi. Để mình lội ra đây. Này cũng không phải lúng nặng nha các bạn. Bởi vì người ta do cái dàn chân nó yếu không lên nổi. Ở đây móc sạch trong đá chân rồi đó. Trời ơi. Này là có nó nhà lên được rồi đó. Dạ. Ai có dụng hả? Ừ. Hôm qua đâu có ổng ở nhà hả? Không. Không chứ không bò lớn. Lên thế vô hết buổi chiều có lên không mà cãi. Còn nó bây giờ nè. Bây giờ tình hình này chắc lên rồi. Tiếp nước thêm nha các bạn. Nước này không nổi. Đó, truyền nước vô nè. Bố mày nó có thiệt á, nhiều. Có thiệt á, cho qua nó chịu chơi đâu, đứng đâu từ. Sao sắp nước ánh sáng thì chết mẹ, tao còn có than thở vậy. Nên mày cực à. Đào phía trong nữa nha các bạn. Truyền ra nè. Đó, từ cục các bạn ha. Giờ đây. Giữa hay sao? Quá trời cái này. Chút xíu nữa là chiên rồi, xong rồi. Xíu một triệu phải không?
xíu để bằng không? Ừ. Đang cắn len nữa xong rồi. Qua đó. Chỗ rồi đó. Chỗ rồi. Thấy không? Chỗ rồi, chỗ rồi. Tại vì mình không có biết cái cắt mà mình cái bàn tay mình trợ lực thêm. Mình chỉ có chạy vậy thôi chứ mình không có trợ lực. Quá trời đuối luôn các bạn ơi, chuyền cực cục ra không luôn. Chú Áo Xanh đang chuyển nước xuống nghe các bạn. Giờ chơi nước máy luôn rồi. Sáng giờ chơi nước máy không à. Đây vòng vòng đây không có nước. Để xe đẩy nước xuống. Đẩy từ xô luôn bạn. Cho nước khối luôn. À, giờ bà con bu lại coi nữa các bạn ơi. Thấy không? Ăn uống gì nữa không? Bắt lương rồi. Rồi có lô tóc ra giúp bao nhiêu chứ lúc tôi. Thôi mình nên đợi đó mình đi làm mất thì mình thấy nè. Đi nào đây? Đúng rồi. Qua đi, qua đây đi, đủ ba cũng tắt. Giữ trước đi cái coi. Đi về nhậu chứ. Lắc quá nó lúng luôn hả? Chắc phải đi trước ra 10 ngày đó. Đất mới không biết cái chiêu luôn rồi đó. Nực quá chịu hết nổi, kêu sầm bột, kêu số nước luôn nè. Nước. Rồi nãy giờ trời mưa nghe các bạn. Bây giờ cái anh tài xế ảnh về nè. Nãy giờ đi chuyện nghe các bạn. Bây giờ mình coi ảnh lên nghe các bạn. Tiếng máy rất là ghê gớm luôn bạn ơi. Tiếng máy nghe là phản lực các bạn. Có gì gớm. Biết cái gào không bạn ơi? Im gu quá bạn. Thank you.
ok nha các bạn. Chậu ơi.